phát biểu trước Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và gần 1.000 học sinh dự Đại hội Thanh niên Quốc tế diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Malala Yousafzai nhấn mạnh giáo dục có thể làm thay đổi thế giới là cách duy nhất để cải thiện cuộc sống. Em tuyên bố, hành động đe dọa bạo lực của Taliban sẽ không thể ngăn cản trẻ em gái ở Pakistan được đến lớp. Các bạn thân mến, ngày 9 tháng 10 năm 2012, Taliban bắn trúng trán tôi phía bên trái và bắn cả những người bạn của tôi. Họ tưởng rằng những viên đạn sẽ làm chúng tôi im lặng, nhưng họ đã thất bại. Tôi vẫn là Malala với hoài bão, hy vọng và ước mơ không hề thay đổi. Liên Hợp Quốc cũng tuyên bố ngày 12 tháng 7 là ngày Malala nhằm cổ vũ tinh thần dũng cảm, dám đứng lên đấu tranh của người phụ nữ tại các quốc gia Hồi giáo. Tuy nhiên, cô bé khiêm tốn đáp, đó không phải là ngày lễ của riêng em, mà là ngày cho mọi phụ nữ, nam nữ thanh thiếu niên, dám tranh đấu cho quyền lợi của mình. Bài nói chuyện của Malala bị ngắt quãng nhiều lần bởi những tràng pháo tay vang dội tại hội trường Liên Hợp Quốc. Tôi cảm thấy phấn khởi và được khích lệ bởi làn sóng ủng hộ Malala. Đó là một thông điệp rõ ràng gửi đến cô bé. Em không hề đơn độc. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng em trong cuộc chiến vì sự nghiệp giáo dục toàn cầu. Taliban muốn sát hại Malala Yousafzai vì cô bé đã dũng cảm đi đầu chiến dịch chống lại nỗ lực của Taliban ngăn cấm bé gái đi học. Nhân dịp phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc, cô bé đã trình lên Tổng thư ký Ban Ki-moon đơn kiến nghị có chữ ký của 4 triệu người, kêu gọi giúp đỡ để 57 triệu trẻ em trên khắp thế giới chưa có điều kiện đi học được đến trường.